Thực ra thì câu chuyện có rất nhiều câu chuyện. Cũng rất là trên các cái hội nhóm rồi trên cộng đồng. Như bạn vào trong cái cộng đồng của Vian thì mọi người cũng được ăn nói rất là tự do. Phải nói thật là mình cũng không thích bởi vì mọi người nói không kiềm chế chửi bậy nhiều. Tâm ra mình cảm thấy nó rất là xấu xí. Mình chỉ muốn đọc nếu như có những chia sẻ về kinh nghiệm hay những góp ý hay là những cái thông tin thú vị. Nhưng mọi người vì mất tiền nên mọi người cứ cáu giận và chửi bậy, đâm ra nó trở nên rất là thiếu văn hóa và rất là không vui. Cũng vì thế nên mọi người cũng cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam nó như đánh bạc. Nhưng thực tế thì đánh bạc hay không cũng phải nói rằng, phản biện rằng là nó là do mình. Nếu biết đánh bạc sao còn chơi, sao còn nhảy vào, kêu làm chi, đấy, sao còn lên đây hò hét gì, ra khỏi thị trường đi. Rõ ràng là cái lòng tham, câu chuyện về lòng tham và cái hiệu ứng FOMO mọi người đều nghe rồi đúng không? Là sợ lỡ mất cơ hội, sợ lỡ mất chuyến tàu. Như trên hình ảnh đây là mình đang muốn chia sẻ một câu chuyện về cây thông của Quốc Cường Gia Lai này. Thực ra thì câu chuyện rằng mọi người cứ chứng khoán mà chơi theo thông tin, nó đã lên vì một cái tin thì cũng có nghĩa rằng nó cũng sẽ xuống vì một cái tin. Đó là điều chắc chắn. Con sóng này lên vì một cái tin thì nó cũng sẽ xuống vì một cái tin. Rõ ràng đây ta nhìn trên biểu đồ này, nó lên từ cuối tháng 5. Nó bắt đầu bốc đầu từ 25 tháng 5, 26 tháng 5 là bắt đầu chu trình của nó. Đến 20 đến 3 29 này, liên tục trần 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 liên tục. Và đỉnh của nó đạt đến là ngày 14 tháng 6. Và sau đó là bắt đầu chu trình đi xuống và có gập ghềnh một chút. Nói một cách chính xác là nếu tham gia vào cuộc chơi này, bạn thấy vào đây, bạn nhảy vào đây, bạn bán đây, bạn ăn được một tí. Thực tế rằng đây không phải là đầu tư. Mình cũng muốn làm một cái video nói về đầu tư là gì, nhưng cũng chưa có lúc nào ngồi. Thực tế thì câu chuyện rằng nói về đầu tư chứng khoán, trong chữ đầu tư, đây không phải đầu tư. Trong vòng 10 ngày này ăn được bao nhiêu, đây không phải đầu tư. Đây là quá trình tiền từ túi người này chuyển sang túi người khác, chứ không phải đầu tư. Nếu đầu tư là cái quá trình ta phải đầu tư vào một doanh nghiệp mà doanh nghiệp đấy nó sẽ trả lại cho mình bằng cổ tức, bằng lợi nhuận. Doanh nghiệp ấy phải chứng minh bằng lợi nhuận và lợi nhuận ấy sẽ triệt chia bằng cổ tức. Cổ tức có thể bằng tiền, bằng cổ phiếu hoặc bằng hình thức nào đó. Nói chung là phải trả bằng cổ tức. Thì đấy chính là lợi nhuận của quá trình đầu tư. Tăng trưởng của sự tăng trưởng của doanh nghiệp nó cũng sẽ đẩy cả cái giá cổ phiếu lên, tức là ta sẽ ăn được, người ta gọi là lãi suất kép đấy, tức là gồm có giá cổ phiếu này tăng này và cổ tức của doanh nghiệp này, đấy, hai yếu tố đấy thì ta tạo ra là cái lãi suất kép trong đầu tư chứng khoán. Chứ trong 10 ngày này, nó dốc này đấy, doanh nghiệp chưa kịp làm gì. Nếu mà nói đầu tư một doanh nghiệp để thực hiện được một dự án, thực hiện được một chiến lược, nó cần tới nhiều năm. Nếu mà nói một cách đúng hơn, ví dụ là một dự án bất động sản để mà triển khai được từ lúc có ý tưởng nhen nhóm, mình nghĩ là nó phải tầm cỡ từ 5 năm trở lên nhé. Từ việc là quy hoạch đất, xin đất nhé, rồi đền bù đất đai nhé, xây dựng phương án nhé, xong rồi triển khai nhé, đến lúc mà bán được cũng phải 5 năm, phải tầm cỡ đấy. Trừ khi dự án nào có sẵn, được bày ra sẵn rồi, còn không thì không có nhanh như vậy. Đấy. Thế nên là đấy, ta nói về một chiến lược kinh doanh, đấy là chỉ gọi là một dự án bất động sản. Đây là vì doanh nghiệp bất động sản thì mình lấy ví dụ về bất động sản. Đấy, một doanh nghiệp thế thôi. Với một chiến lược phát triển của một doanh nghiệp, đấy, mình có nhìn nó gọi là chiến lược quốc gia đấy, thì bao giờ người ta cũng đưa ra cái kế hoạch là 5 năm, 10 năm, 20 năm.
Đấy, tầm nhìn quốc gia, chiến lược quốc gia trong vòng 5 năm rồi thế. Đấy, thôi cái đoạn này mình nói ngắn một chút thôi, mình sẽ nói trong một video nói về đầu tư sau. À, thì đây là câu chuyện. Thế ta phân tích thẳng bởi cái câu chuyện cái cây thông của Quốc Cường Gia Lai này. À, rõ ràng là chúng ta đã bị lâm vào cái tình huống gọi là FOMO theo nó. Cổ phiếu Quốc Cường này đã 13 phiên tăng trần liên tiếp từ 4.070 đồng lên 12.050 đồng. Đấy. Đấy, bởi vì là cũng chỉ vì một cái thông tin rằng là doanh nghiệp đã thắng kiện trong cái vụ tranh chấp về với lại cái tranh chấp về về cái dự án với lại bên Sunny Island. Đấy. Thế nên là rõ ràng thì mọi người đang trông đợi vào mấy khoản tiền mấy nghìn tỷ nọ kia, nhưng mà ta nhìn lại câu chuyện này. Nhìn vào cái trang nhìn vào cái diễn biến của tức này, doanh nghiệp này lên sàn nhá, sau đó này nhìn lại xem từ 27 28 đến bây giờ mới chỉ có hai lần chia cổ tức được 860 đồng, 640 đồng vào năm 2018, và từ đó không chiêu cổ tức. Như vậy thì nếu mà nói rằng là đầu những ai đầu tư mua cổ phiếu nó từ giả sử từ năm 2017 thì mới chỉ được hai lần cổ tức này, thì cứ thử nhìn xem với cái giá niêm yết đầu tiên chào sàn 45.000 đồng, ai mua lúc này thì đã lỗ sập mặt, và đồng thời là cứ nói đơn giản như là gửi ngân hàng lãi hơn và còn được nhiều thứ hơn. Đấy. Ít nhất thì ta đầu tư này ít nhất là cái lãi tối thiểu gọi là chưa nói lãi suất kép thì ít nhất cái lãi nó cũng phải tương đương với lãi suất ngân hàng chẳng hạn thế. Một doanh nghiệp mà bởi vì mình đơn giản nhất là mình là cổ đông, mình góp vốn cho doanh nghiệp sẽ không phải vay vốn của ngân hàng. Đấy, nó là câu chuyện như thế. Thì rõ ràng đây ta cứ nhìn vào, rõ ràng đây không phải là đầu tư, đây ta nhìn vào cái câu chuyện cổ tức này. Đấy, đây không phải đầu tư. Đấy. Còn nếu mà giả sử ta nếu mà giả sử như là nếu ai mà nói câu chuyện đầu tư thì họ không phải chết đinh ở trong cái giai đoạn này bán đi ở đây, mà họ giả sử là khi cổ phiếu nó ở giai đoạn thấp này họ đã mua vào, và cái tầm nhìn của họ là họ biết được cái kế hoạch kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai trong vài năm tới sẽ phải hoàn thành những dự án ABC nào, họ sẽ nắm giữ nó trong nhiều năm nữa, thì đấy đấy là những người đầu tư. Còn thực sự là trong cái công cuộc mà FOMO chạy theo này thì rõ ràng đây là đang gọi là những phần lớn của những người trong giai đoạn này mua này là chạy theo, những người mua từ quãng này này mua từ cái chỗ này là không kịp thoát hàng này, đấy, đơn giản là T1,5 là không kịp thoát hàng này. Đấy, và có thể là bị dính rớt 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 tiếp xuống đây. Nhưng giả sử những người mà ôm vào cái hôm này, cái hôm ngày cuối cùng lên đỉnh 14 tháng 6 thì họ đã bị rớt đến 450%. Nếu mà họ vẫn còn giữ, bây giờ nó về 8 đồng mà giá đỉnh họ giữ là 12 đồng 8 là rớt đến 40% cỡ đây. Đây là những câu thông. Ta thử nhìn sang một ví dụ khác nhé, ví dụ sang chẳng hạn như là ITA, đầu tư Tân Tạo này. Đây là một doanh nghiệp ngày xưa cũng là một doanh nghiệp kinh doanh rất là tốt, lợi nhuận tốt. Đấy. Nhưng mà rõ ràng là nhiều năm trở lại đây nó hoàn toàn là một doanh nghiệp không ổn tẹo nào. Năm ngoái, cuối năm ngoái mình cũng rất nhiều người, năm ngoái cái giai đoạn mà thị trường, không phải cuối năm ngoái mà là cái giai đoạn bùng nổ của năm 2022, giai đoạn đầu năm 2022, cuối năm 2021. Đấy, mọi người cũng xúi nhau nhiều cái mã ETA này sẽ trở lại, là sẽ quay quay đầu trở lại. Đấy. Thì đúng là ăn theo sóng của lúc cái chung của thị trường thôi. Chứ thực sự nếu mà nhìn một cách sâu sắc ra thì phân tích ra doanh nghiệp này thì không xứng đáng để đầu tư, để chúng ta đầu tư. Bởi vì câu chuyện là chủ doanh nghiệp là ai? Rõ ràng là bà Đặng Thị Hoàng Yến này bây giờ không còn là chủ tịch nhé, bà đã thoái rồi nhé, không còn là quốc tịch Việt Nam nữa, nhập quốc tịch Mỹ và từ bỏ quốc tịch Việt Nam, rõ ràng là một pha tẩu thoát.
dùng từ như thế, cái thông số này chưa cập nhật, bà ấy không còn là chủ tịch nữa. À, ta nhìn vào câu chuyện doanh nghiệp này cũng bị cảnh báo trên sàn của Ho nhé, của bên chứng khoán Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, là vì báo cáo tài chính này, rồi thứ hai là vấn đề về dòng tiền, rồi khoản tiền chuyển đi không rõ, chuyển mấy nghìn tỷ sang Mỹ để đầu tư. Mình nghĩ là mấy vụ này rất là mập mờ. Nhìn vào cái chỉ số này nghe có vẻ hay, nhưng thực ra thì cũng không ổn. Đây, lỗ này, lỗ. Nói chuyện về cổ tức, rõ ràng là đây không phải là một công ty để mọi người đầu tư, bởi vì khi đầu tư vào đây, hoàn toàn doanh nghiệp này không trả cổ tức suốt từ năm 2014 đến bây giờ. Chính xác là từ 2013, vì năm 2013 này là trả cho năm 2012. Đấy. Khi lên sàn, doanh nghiệp trả cổ tức được đúng 2 lần. Rõ ràng là những người mà góp tiền cho doanh nghiệp này. Đây, ngày niêm yết từ năm 2006. Đã bây giờ là đã 10 10 10 năm này, 20 15 năm, 16 năm. 16 17 năm mà rõ ràng mới chỉ trả cổ tức có 2 lần. Rõ ràng là không phải là nơi đầu tư. Cứ nhìn vào Warren Buffett, ông ấy mua cổ phiếu của ông giữ cổ phiếu của Apple 10 15 năm, ông chỉ để ăn cổ tức của Apple thôi cũng đã đủ no rồi. Đấy. Và ông không bao giờ, ông chưa có ý định bán, vì đơn giản rằng doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tốt, trả cổ tức tốt, lợi nhuận tốt. Đấy, đấy mới là đầu tư, đúng nghĩa của từ đầu tư. Rõ ràng ta nhìn vào câu chuyện này, đây không phải là đầu tư, mà thực tế là ở thị trường Việt Nam thì chúng ta đang FOMO theo và chết đinh, bán mua đi bán lại và lấy tiền của nhau, chứ không thực sự là đầu tư vào cái doanh nghiệp này. Đầu tư doanh nghiệp, mà doanh nghiệp mà chúng ta mua cổ phiếu doanh nghiệp mà giữ, giả sử người ta cứ giữ thôi, cổ phiếu mà không tăng thì đương nhiên chúng ta đã lỗ rồi. Đấy, doanh nghiệp không có không, cổ phiếu ta chỉ nói được câu chuyện là cổ phiếu không tăng thì ta trông đợi vào cổ tức và doanh nghiệp này là đã chết rồi này. Đấy. Đấy, rõ ràng là chúng ta đã gửi tiền vào âm, sự trượt giá của đồng tiền cộng với lại chúng ta không được trả cổ tức này, rõ ràng chúng ta đã lỗ, lỗ dần đều từng năm. Đấy. Doanh nghiệp mà trả cổ tức là một trong những thứ này, rồi tăng trưởng của doanh nghiệp này, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mà tốt này, thì mới làm cho mọi người tin tưởng và tiếp tục đầu tư mua cổ phiếu. Cổ phiếu mới có cơ hội tăng giá theo đúng nghĩa của nó. Đấy, thì câu chuyện nó mới là tạo ra cái lợi nhuận kép trong quá trình đầu tư cổ phiếu. Có rất nhiều cái nhóm khác nữa, ví dụ như là thử một vài mã khác. Đây, công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Long Giang cũng là một cây thông này. Đây là mình đang đưa một vài ví dụ cây thông gần nhất trong cái tháng 5, tháng 6 vừa qua, cuối tháng 5 vừa qua, trong cái sóng phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam thì đã có rất một vài cây thông, cũng khá nhiều đấy, khá nhiều cây thông. Mình nhìn cũng rất thèm và cũng cũng tiếc mình không ăn được thế nào, bởi vì đơn giản là nó không nằm trong cái danh mục mình đầu tư. Mình chỉ có những một vài cái một mã mình ăn được khoảng hơn 30% thế thôi, chứ 100% 200% như này là mình không có này. Như doanh nghiệp này nó còn trả cổ tức khá đều này, mình cứ nói đơn giản nhất là đây là trả cổ tức bằng tiền này. Tốt, cũng khá tốt. Thế nhưng mà rõ ràng là cái câu chuyện về chúng ta phải xem được là cái yếu tố nội tại của doanh nghiệp như nào. Cái gì đã tạo nên cơn sóng đấy? Liệu có phải là cái chiến lược kinh doanh hay cái nội tại của doanh nghiệp đang tốt lên
và ta nhìn thấy tương lai rất sáng, hay chỉ là đơn giản một cái tin nào đó đơn giản không rõ ràng và thế là ào ào đẩy lên. Chỉ đơn giản là ta thấy nhiều người mua nó lên, ta cũng mua theo đấy, nó tạo ra cái sóng đấy, chính là cái hội đầu cơ nó làm thế. Hay đơn giản như là bên Thủ Đức House, TDH, TDH này cũng là một cái cổ rất là ghê gớm. Một cây thông cũng từ cuối tháng 5, 24 tháng 5 đã múc một mạch lên từ từ 3 đồng cho lên tới gần 6 đồng, tức là cũng gấp đôi. Giả sử ai mua được đáy và bán được đỉnh, sẽ có những người sẽ có nắm được cái giá khoảng tầm 2 đồng 8 này. Đấy, sẽ ăn được gấp đôi. Nhưng tất nhiên là nói thôi, mua đỉnh bán đáy hay là mua đáy bán đỉnh không biết là có ai làm được không thế không. Đấy, nhưng mà rõ ràng thì doanh nghiệp bên Thủ Đức này cũng là một doanh nghiệp phát triển. Nhà Thủ Đức cũng đang có rất nhiều ồn ào, có rất nhiều câu chuyện dính dáng đến cả pháp lý. Đấy, thế nên rõ ràng là câu chuyện liên quan đến Thủ Đức House này thực ra thì hoàn toàn là FOMO và đầu tư, và hoàn toàn là không có giá trị thực sự của từ đầu tư, hoàn toàn là để móc tiền của nhau thôi. Vì Thủ Đức House thì mọi người cũng biết rồi, suốt từ thời gian vừa qua là rất nhiều vấn đề về về pháp lý. Đây, chủ tịch của Thủ Đức House còn đang hầu tòa mà. Đấy, dính dáng rất nhiều vấn đề về pháp lý. Nói chung là thị trường chứng khoán Việt Nam thì nói ngắn gọn là bài này của mình thì nói ngắn gọn thôi, thì hôm nay thị trường lại một phen ngược dòng rất là hay sau rất nhiều những pha đồn đoán. Nói chung thì về tầm nhìn dài hạn đầu tư thì thị trường chứng khoán Việt Nam bây giờ rất ổn, kinh tế Việt Nam mình có khó khăn nhưng về cơ bản mọi người hãy chọn lọc cổ phiếu tốt từ bây giờ, nắm từ giờ đến cuối năm không cần phải lướt sóng thì chắc chắn sẽ có được ít nhất 20-30%. Thế nhá, chào các bạn.